Xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì các bạn đã xem video này nhé. Ở video trước, mình có chia sẻ với các bạn một công thức tính trọng lượng của bò. Nhưng do còn nhiều bạn chưa có nắm rõ về cái cách tính trên, nên hôm nay mình mới làm một cái video khác và sẽ chia sẻ cụ thể hơn cái cách tính đó. Rất hy vọng các bạn thích video này và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thường thì nếu muốn biết chính xác trọng lượng của bò, cách hiệu quả nhất vẫn là phải canh trực tiếp. Nhưng không phải lúc nào hộ chăn nuôi cũng có sẵn cân để mà canh. Nhưng mà thường thì hộ chăn nuôi cũng rất tin dị đoan, nếu chưa quyết định bán thì sẽ không bao giờ canh, tại vì họ tin rằng điều đó là không có may mắn ha các bạn. Thì cái cách hữu hiệu nhất đó là cân bằng mắt, có nghĩa là các bạn sẽ đoán cái trọng lượng nó bao nhiêu. Nhưng mà cái điều này cũng khá là khó khăn vì đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Khoảng này thì chắc chắn là hộ chăn nuôi chúng mình sẽ không bao giờ bằng được với thương lái đâu các bạn, vì họ đi mua bò thường xuyên cho nên họ có thể đánh được cái trọng lượng của con bò qua mắt của họ. Nhưng mà vì lợi nhuận thì họ lúc nào họ cũng ép thương lái, ép hộ chăn nuôi như mình. Ví dụ như họ con bò đó có ví dụ như 200 kg đi, nhưng mà khi mà vô họ đánh thì họ chỉ nói khoảng 170, 160 thôi chứ không có nói hết. Cho nên mình cần phải có một cái giải pháp để mình hạn chế cái thiệt hại cho bản thân của mình. Thì cái đầu tiên là mình phải dùng cái thước đo trọng lượng của Viện Phòng Nông nghiệp Miền Nam sản xuất. Thước đó xác định cách mà đo là mình phải xác định cái chu vi vòng ngực của bò. Và trên thước đo có hai cái chỉ số là vòng ngực sẽ tính theo cm và khối lượng kg tương ứng với cái số đo đó. Cái vị trí đo là ở sau nách của hai chân trước nha các bạn. Và các bạn sử dụng cái thước đo này thì các bạn cũng phải cộng trừ 5% tùy bò mập ốm nữa. Và một điều khó khăn á thì cũng rất ít người biết được cái loại thước này bán ở đâu và giá cả như thế nào, ngoại trừ các cái trang trại bò thôi. Nếu như các bạn không thể mà sử dụng cái biện pháp trên á, thì sẽ có một cái tính khác đơn giản hơn, hiệu quả tốt hơn. Và ở cái video trước thì mình đã chia sẻ rồi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn lắm. Thì đối với bò, khối lượng sẽ bằng 88,4 nhân với vòng ngực bình thường nhân với dài thân chéo. Đối với trâu, khối lượng kg sẽ bằng 90 nhân với vòng ngực bình thường nhân với dài thân chéo. Và đây là cái hình ảnh quả để cho các bạn dễ hiểu. Dài thân chéo chính là cái đường đo từ xương bả vai đến tận cùng của xương ngồi luôn các bạn. Còn vòng ngực thì các bạn đo cả vòng luôn, chính có nghĩa là cái chu vi của nó các bạn. Cũng có một số bạn hỏi mình kết quả tính được đó là bò hơi hay là bò thịt, thì đó chính là cái kết quả của bò hơi nha các bạn. Còn bò thịt thì tùy theo kinh nghiệm bằng mắt của mình thôi, chứ cũng không có một cách tính cụ thể. Nhưng mà thông thường là nếu như bò ốm thì cái kết quả các bạn tính ra thì cái lượng thịt tinh là cũng khoảng chiếm được khoảng 35%. Còn mà về bò mập thì từ 45-60% nha các bạn, tùy giống bò nữa. Nếu cái giống bò siêu thịt thì nó sẽ cao hơn.
Nhưng mà mình nói với các bạn á, là cái dự đoán mà thực tinh đó là do mà kinh nghiệm cá nhân thôi, chứ không có một cách tính cụ thể. Và thông thường cái cách tính mà kinh nghiệm mà nhìn bằng mắt đó là tùy mỗi người, và có thể phải tốn khá nhiều chi phí để mà có được cái khả năng đó. Có nghĩa là mình phải học hỏi khá nhiều kinh nghiệm ở bên ngoài, cũng như là tiếp xúc với thương lái, tiếp xúc với những người bán thịt, thì mình cần phải tốn nhiều chi phí lắm các bạn. Và mình đã giới thiệu, mình đã chia sẻ cụ thể cách tính trên. Rất hy vọng các bạn thích video này nhé. Tạm biệt các bạn.